nay ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Em có cái hàng ta bón, khi mà vừa tầm bón hay em là yêu thì alo em số điện thoại 0397787732, địa chỉ xóm chùa thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Chim đẹp chuẩn đôi, qua đánh dấu cho đôi hết anh em nhé. Mình em đánh dấu bằng dây rút màu. Đánh dấu toàn bộ dây rút màu hết. Đánh dấu theo dây rút màu. Màu nào ra màu đấy. Đây. Các anh em yên tâm về cái việc chim. Chim bên em đánh theo đôi. Quỹ hàng bón, vừa tầm bón, anh em yêu alo em nhé.